Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Buổi tối hôm nay là buổi tối ngày 9 Tây tháng 5 năm 2022. Em đang đứng ở nhà hàng Thủy Tạ để mà tham dự một buổi lễ. Đó là buổi lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên mặt hồ sông Hương. Buổi tối hôm nay thời tiết rất là đẹp, không có mưa. Cũng có rất đông đảo bà con người dân đến đây để mà tham dự buổi lễ. Ngày mùng 8 thì bên tổ đình Linh Quang đã tổ chức buổi lễ rước Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Đài. Quý vị và các bạn có thể đến đây để mà tắm Phật rồi cầu nguyện, rồi xin những điều tốt đẹp, những điều bình an trong cuộc sống. Nhân đây em cũng xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một mùa lễ Phật Đản năm nay thật là nhiều ý nghĩa và luôn luôn bình an hạnh phúc bên gia đình. Buổi lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Cùng với không khí trang nghiêm, có các vị hòa thượng cùng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Lạt đã đến đây tham dự buổi lễ. Trước khi cử hành thắp sáng 7 đóa hoa sen, thượng tọa sẽ phát biểu trong buổi lễ khai mạc. Có thể nói đây là buổi sự kiện rất là quan trọng về mặt văn hóa, tâm linh, nghệ thuật, rất là nhiều ý nghĩa mang đến tất cả cho mọi người. Cho xe ra phía bên tay trái của khuôn viên Thủy Tạ A Di Đà Phật. Những đóa hoa sen như thế này được thắp sáng suốt trong tuần lễ Phật Đản năm 2022. Trong những đóa hoa sen sẽ có những người đã chuẩn bị chờ sẵn ở bên trong, chờ đến giây phút thắp sáng những bông hoa. Khi mà thắp sáng những bông hoa sen lên á, thì người ta sẽ thắp sáng lần lượt. Bông hoa đầu tiên sẽ rực sáng lên, sau đó vài giây sau sẽ đến bông hoa thứ hai và lần lượt đến cuối cùng. Những bông hoa được thắp sáng bằng máy phát điện. 7 đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca. Ngoài ra con số 7 cũng là biểu tượng cho 7 vị Phật. Ngoài ra cũng còn rất nhiều pháp liên quan đến con số 7 về Đức Phật và Phật giáo của Ngài. Ngay tại đây quý vị và các bạn có thể thấy là rất nhiều các vị thầy đã đến đây từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Không khí buổi tối hôm nay rất là trang nghiêm, rất đông quý Phật tử cũng như là bà con người dân đã đến từ rất sớm. Quý vị và các bạn có thể thấy là buổi tối hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời rất đẹp. Những ánh đèn rực sáng lung linh, soi chiếu ở dưới mặt hồ. Cũng mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với cô chú anh chị và các bạn trong mùa lễ Phật Đản năm nay. Ngay từ bây giờ, xin quý vị hoan hỷ. Nên bây giờ quý vị hoan nghênh cho thầy một hàng rào. Quý vị đối mặt nhau sau khi chư tôn đức đã thăng long. Chúng ta không dùng điện thoại để quay hoặc chụp hình lại. Thank you.
nghi thức dâng cầm hương cúng Phật. 6. Chính thức thắp sáng bài hoa sen trên hồ Xuân Hương. 7. Hợp sướng ca khúc Sen Vàng Góc Ngọc Thiền Đức. Kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, giờ này để có bồn sẽ Nam Mô Bổn Sư cung thỉnh chư tôn đức và kính mời quý vị đồng an tọa. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, hạnh phúc thay đức Phật. Ngày mai ở các chùa sẽ bắt đầu làm xe hoa. Ngày mai sẽ lên khung sắt để mà làm xe hoa tại chùa Quan Âm. Và tiếp đến sẽ diễu hành xe hoa Phật đản trong buổi tối ngày 14-15 âm lịch. Quý vị và các bạn có thể thấy là 7 đóa hoa sen được người ta bố trí theo một hàng dài. Chúng ta có thể quan sát ở đây đều thấy toàn bộ 7 đóa hoa sen rực hồng ở dưới mặt hồ. Đến vị trí này, em cũng xin được kết thúc video clip ngày hôm nay, đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình trong mùa lễ Phật đản năm nay. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.